chào mừng tất cả anh chị mình đến với lại cái chuyến đi thực tế của lớp theo học quản lý. Đến cái giờ là đi đến đầu tiên chúng ta đến là cái bảo tàng thành phố. Ai có thể đến lên.
Ngày hôm nay em xin giới thiệu, em tên là Trần, tên đầy đủ là Lê Minh Trần, là hướng dẫn viên quốc tế, thì hiện tại cũng là học viên cao học của trường Nhân Văn. Cái vải vẽ này mình không có sử dụng bằng nước giặt, bằng xà phòng nha, không có dùng chất tẩy rửa. Chị
là áo nằm thân thì trước người ta sẽ để hở, bây giờ người ta sẽ mai liền lại với nhau tạo thành một cái đường nối ở giữa như thế này. Các anh chị có thể thấy đây là nguyễn bãi phụ thứ năm, cho nên gọi là áo nằm thân, dùng đại đa số cho giới quan lại nhà giàu lúc bấy giờ. Nó sẽ nối ở phần nách áo và thêm ở cái phần vai như thế này. Em thích đi vào áo dài BD những năm 1968, ảnh hưởng từ cái trào lưu thời trang và văn hóa của người Mỹ. Và có một điểm đặc biệt ở Việt Nam, trong văn hóa Việt Nam là chúng ta không có xung đột tôn giáo. Và một trong những cái điểm mà thống nhất chúng ta có thể thấy là các tôn giáo đều chọn áo dài sử dụng làm cái trang phục của mình. Như là ở đây mình sẽ có là đạo Tao Đài, đạo Phật, Thiên Chúa ha, và đạo Ông Trần. Kiến trúc ở đây là kiến trúc cổ, nhưng mà ngày xưa khi mà nhà thiết kế Lê Sĩ Hoàng xây dựng cái bảo tàng này á, cái lúc đó giờ thì thầy vẫn chưa có ý định là làm bảo tàng, mà nó là một cái giống như là cái khu nhà vườn, cái khu để cho khách tham quan vào đây để trải nghiệm cái khu nghỉ dưỡng nha. Cho nên là các cái công năng ở đây, các cái công năng nhà ở đây á, thì mình đã không có giống như là bảo tàng chuyên, mình thấy nó là những cái nhà gốm, những cái nhà gỗ, và mình sử dụng làm khu trưng bày thôi, chứ nó không có trưng công năng để trưng bày. Mình tên là Tuyết Vân, mình là hiện là học viên của lớp cao học quản lý văn hóa khóa 10 của trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay là ngày 17 tháng 2 năm 2022 thì lớp có một cái buổi thực tế khá là thiết thực tại các cái điểm văn hóa lịch sử của thành phố, và đặc biệt chỗ mình đang đứng đây là Bảo tàng Áo Dài Thành phố Hồ Chí Minh. Sau cái chuyến đi này thì lớp và cũng như cá nhân tôi đã thu thập và học hỏi được khá là nhiều kiến thức từ thực tế, từ những cái hiện vật lịch sử khá là đáng quý, rất là bổ ích trong cái việc học tập nghiên cứu, và những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức từ thực tế thu nhận được để thành những cái bài học kinh nghiệm bổ ích trong cái công tác nghiên cứu học tập sắp tới. Và cuộc khảo sát thực tế này thì đã giúp cho chúng tôi là có được ngoài những cái minh chứng cho những cái kiến thức
qua sách vở thì chúng tôi có thể nhìn tận mắt và xem tận mắt và sờ tận tay tất cả những cái hiện vật lịch sử như tái hiện lại, giúp cho chúng tôi một lần nữa có được cái vốn kiến thức thật sự bổ ích cho bản thân trong cái quá trình học tập và nghiên cứu. Xin cảm ơn nhà trường cũng như là ban cán sự lớp đã tạo một cái điều kiện khá là tốt cho tôi và tập thể lớp có được cái buổi thực tế khá là thú vị và thiết thực và bổ ích. Xin chân thành cảm ơn ạ. Xin chào tất cả các thành viên trong lớp cao học quản lý văn hóa khóa 10 và những người bạn yêu mến của tôi. Như vậy là trải qua 2 năm học và ngày hôm nay đó là chúng ta đã hoàn thành cái buổi đầu tiên của cái học phần gọi là đi thực tế, đi khảo sát thực tế. Thì hôm nay thành viên chúng ta đi là gồm 22 bạn và phải nói rằng là một ngày rất là vui, rất là ý nghĩa, không với cá nhân tôi và tất cả các những người cùng đi với tôi. Cái điều chúng tôi ghi nhận được ngày hôm nay đó là thứ nhất là cảm ơn nhà trường, cảm ơn ban giám hiệu, cảm ơn khoa quản lý, cảm ơn phòng đào tạo và cảm ơn những người thầy đã sát cánh với chúng tôi như là thầy Trịnh Đăng Khoa, thầy Bắc, những người mà quan tâm theo dõi giúp đỡ chúng tôi những ngày vừa qua, những năm học vừa qua rất nhiều. Thì ngày hôm nay từ sáng tới giờ thì ngoài cái chuyên môn chúng tôi thu hoạch được thì là phát lên một cái nữa là cái lòng yêu mến đối với nhà trường, yêu mến nhau, cùng nhau vượt qua những khó khăn trong khoảng thời gian Covid vừa rồi, cùng nhau, dìu nhau. Và đến ngày hôm nay chúng tôi có thể tự hào nói rằng là không ai bị bỏ lại phía sau và cũng đã cùng nhau hoàn thành được những cái học phần. Và học phần này là học phần coi như là cuối cùng và chúng tôi ngày hôm nay đã hoàn thành được coi như là một nửa. Còn ngày mai nữa chúng tôi sẽ hoàn thành tiếp cái học phần này, đó là tiếp tục chúng tôi lại đi khảo sát thực tế nữa và với sự hướng dẫn của thầy Trịnh Đăng Khoa cũng như là của thầy Bắc. Thì một lần nữa thay mặt cho lớp cảm ơn nhà trường, cảm ơn ban giám hiệu, cảm ơn những người thầy cô, cảm ơn tất cả các thầy cô đã từng dạy chúng tôi từ những ngày đầu tiên và để cho chúng tôi có một cái buổi trải nghiệm, một cái buổi gắn kết và đoàn kết và học tập và hạnh phúc bên nhau. Xin cảm ơn. Sài Gòn với một buổi sáng rất là đẹp trời, nắng đang lên và hôm nay là ngày thứ hai chúng tôi bắt đầu học phần tiếp theo của cái học phần đi khảo sát thực tế, chuẩn bị cho cái kết thúc một cái quá trình học và chuẩn bị làm luận văn tốt nghiệp ra trường. Chúng ta có thể nhìn thấy tất cả các thành viên đang rất là hồ hởi chuẩn bị cho cái chuyến đi của ngày hôm nay. Hãy đặt vào từng gương mặt những con người ta. Và say something. Say something. Ngày thứ hai.
người ngồi ở hai bên cái gian bên ngoài để làm nhiệm vụ cảnh giới, để lỡ như có vấn đề gì thì sẽ đánh đồng bên trong này để chúng ta thầy chú thoát được là khi đó đúng không? Vậy đúng không? Dạ, giống như vậy. Thank you.
Em xin kính chào ban giám hiệu, em xin kính chào quý thầy cô. Nhóm 3 qua 2 ngày hôm nay đã thu hoạch được khá nhiều một số kiến thức để làm bài khảo cho môn khảo sát thực tế của thầy Trịnh Đăng Khoa. Nhân đây nhóm 3 tụi em xin cảm ơn thầy Trịnh Đăng Khoa đã hỗ trợ nhiệt tình về vốn kiến thức và những kinh nghiệm mà thầy Khoa truyền lại để cho chúng em thực hành bài khảo sát nó được tốt hơn. Xin trân trọng cảm ơn, gửi lời cảm ơn đến thầy Khoa và ban giám hiệu nhà trường đã tạo điều kiện thuận lợi để cho tụi em hoàn thành hết các môn. Em xin cảm ơn. Xin chào thầy cô và toàn thể các bạn. Thì em là Tám, xin đại diện cho nhóm 4. Có một đôi lời cảm nghĩ sau khi kết thúc cái học phần khảo sát thực tế. Thì lời đầu tiên thay mặt nhóm 4 xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Trịnh Đăng Khoa đã tận tình hướng dẫn giúp đỡ cho tất cả các bạn học viên của lớp cao học quản lý nhân hóa khóa 10 cũng như là nhóm 4 của tụi em. Đây là một cái dịp mà đã cho tất cả các bạn học viên được học tập, học hỏi, giao lưu, kết nối, gắn kết với nhau sau hơn 2 năm học tập. Hy vọng rằng trong thời gian tới, với tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau, thì tất cả các bạn học viên sẽ vượt qua kỳ thi tốt nghiệp sắp tới và có những cái hoạt động hỗ trợ như là bổ trợ nhau trong cái quá trình hoạt động thực tiễn tại đơn vị sau này. Xin chào quý thầy cô, các anh chị, các bạn. Tôi tên là Trần Thị Kim Phượng, là học viên của lớp cao học quản lý văn hóa khóa 10. Hôm nay thì là ngày cuối cùng trong chuyến hành trình thực tế 2 ngày của lớp. Và qua cái học phần khảo sát thực tế thì bản thân tôi cảm giác là đã được học hỏi rất là nhiều qua những cái địa điểm ghé tham quan. Điểm dừng chân cuối cùng đó là Thanh Tâm Tự, cũng là một trong những cái đối tượng khảo sát thực tế của nhóm. Trong cái học phần này thì nhóm đã được đi tìm hiểu được nhiều những cái địa điểm di tích trong thành phố. Và đối với bản thân của nhóm thì đã có đầy đủ những cái cơ sở để làm cái bài báo cáo thực tế, cũng như là thông qua đó thì có nhiều kinh nghiệm trong quá trình nghiên cứu của mình. Qua đó thì thay mặt nhóm thì chúng em xin cảm ơn thầy Trịnh Đăng Khoa, cảm ơn ban cán sự lớp đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhóm có điều kiện để hoàn thành cái môn học của mình. Và xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến toàn thể các anh chị các bạn. Xin hết. Đến giờ phút này thì thay mặt cho tập thể lớp có thể báo cáo với lại ban giám hiệu, thầy Trịnh Đăng Khoa, thầy Bắc và tất cả các thầy cô là học phần đi khảo sát thực tế của lớp cao học khóa 10 tới giờ phút này là đã hoàn thành tốt tất cả mọi nội dung, cũng như là hoàn thành đúng những cái kế hoạch đề ra, là tất cả các điểm đến
và hiện tại là đoàn rất là phấn khởi và thành công. Mọi người thu hoạch trong cái chuyến đi này một cái nội dung rất là phong phú, và qua đó thì là gắn kết được cái tình đoàn kết giữa các bạn với nhau, giữa các bạn với trường với lớp. Một lần nữa thay mặt cho tập thể lớp, cảm ơn ban giám hiệu, cảm ơn tất cả các thầy cô đã dạy dỗ khóa này 2 năm, và đặc biệt là thầy Bắc và thầy Thiện Đăng Khoa là những người đã theo sát cái học phần pháp này. Các bạn rất là lớn, cảm ơn.